Chúng tôi xin trình bày chín chiến lược chính mà hiện nay được xem là những mũi nhọn dẫn đến cái thành quả cải đạo rất thành công của Công giáo và Tin lành trên toàn cầu. Một, núp sau các chiêu bài của phương Tây. Nếu không khéo, chúng ta sẽ bị sập bẫy của các chủ nghĩa phương Tây, của các cường quốc phương Tây, Âu Mỹ. Họ thường đưa ra những cái chiêu bài như là bảo trợ hội thảo, đối thoại liên tôn giáo và liên chức học ở cấp quốc gia và cấp quốc tế. Mỗi một cuộc hội thảo như vậy nó tốn khoảng chừng 50.000 cho đến 75.000 đô. Nhưng bù lại đó, các nhà học giả Thiên Chúa giáo và Công giáo hàng đầu đó có mặt và bằng cái kinh nghiệm nghiên cứu chuyên môn của mình gây các ấn tượng về học thuật, làm cho những nơi tổ chức hội thảo bao gồm các học giả hàng đầu của quốc gia đó và trên thế giới thiết lập được cái thiện cảm với họ, và từ đó trả cái thiện cảm với tôn giáo của những nhân vật này. Đây là một chiêu bài rất mới, rất nhẹ nhàng, được ứng dụng thành công từ năm 2000. Và cái trải nghiệm của nó là bắt đầu từ năm 1992 tại Việt Nam. Lúc đó nó có cái hội thảo làm thần học theo cung cách châu Á. Chúng tôi là người được thỉnh mời đại diện cho giới Phật giáo thuyết trình một buổi 3 tiếng đồng hồ cho 2 ngày hội thảo. Vì lúc đó chúng tôi mới 21 tuổi và lãnh đạo của Công giáo tại thành phố Hồ Chí Minh bây giờ Tin lành và biết rất rõ không phải nhân vật này là một nhân vật ngôi sao chiếu sáng, mà họ muốn lấy một cá nhân Phật giáo xem cái phản ứng của cá nhân đó như thế nào. Từ đó họ có thể đánh giá cái mức độ phản ứng của Phật giáo ở chiều rộng, chiều sâu. Và trên cơ sở đó họ rút tỉa các bài học làm thế nào để tránh những cái va chạm, nhờ đó có thể truyền đạo thành công hơn. Hiện nay đó thì các hội thảo lớn tại các trường đại học Việt Nam đều do các tổ chức Công giáo và Tin lành bảo trợ, dưới danh nghĩa là các đại học. Và phần lớn tại các hội thảo quốc gia này đó thì giới tu sĩ Phật giáo, giới cư sĩ trí thức Phật giáo hầu như không biết để tham gia. Vì cái cơ hội tham gia học đường ở cấp quốc gia, ở các trường đại học đó, của giới tu sĩ Phật giáo là quá ít do giới hạn của hình thức tu sĩ. Đang khi các linh mục, các nhà thần học đó, họ mặc đồ đời thoải mái và có thể tham gia giảng dạy các trường đại học thoải mái, và đó là cái lợi thế của họ. Ngoài ra đó, chiêu bài khác đó là họ đề cao tự do dân chủ, nhân quyền, mà các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ, xem nó như là một bình phong rất đáng ngại để tấn công những nước nghèo như Việt Nam và các nước khác ở châu Á. Và vì cái áp lực của tự do thương mại thế giới, rồi cái bối cảnh toàn cầu hóa của thế giới muốn tham gia vào cái thị trường chung, thì các nước nghèo trong đó có Việt Nam phải thúc thủ và cố gắng làm sao và thỏa mãn được các yêu cầu của các chính quyền cường quốc về nhân quyền và tự do tín ngưỡng, để theo đó đó họ có cơ hội truyền bá đạo Công giáo và Tin lành rất thành công. Hầu như là trong việc mở cửa cho phương Tây vào, chúng ta mất đi rất nhiều các giá trị gốc, giá trị văn hóa dân tộc, giá trị đạo Phật, giá trị đạo đức và nhiều giá trị tinh thần khác. Cái mà ta đạt được là vật chất hay là thế giới vật dục, vốn phương Tây xem nó như là rác rưởi. Họ đi tìm các mảnh đất tâm linh của châu Á để đầu tư và biến các mảnh đất nơi châu Á mời gọi họ trở thành là chỗ phóng thải của các cái nền công nghiệp hiện đại. Thay vì trước đây họ đi xâm lăng để tôm góp về các tài nguyên thiên nhiên, thì bây giờ toàn cầu hóa mang các giá trị kinh tế để xóa sổ các giá trị văn hóa gốc, mà thường những nước nghèo có mặc cảm tâm lý trong nước là nhược tiểu, cái gì ngoại là xịn, cho nên họ sẵn sàng gọi là rũ bỏ các giá trị gốc để chứng minh rằng là mình là người thức thề, mình là người biết các cái giá trị cách tăng và đáp ứng những cái chương trình cách tăng đó. Sự bành trướng cải đạo ở Á Châu thông qua chiêu bài của phương Tây là một chiến lược rất đắt tiền và ăn khách.
phần lớn lãnh đạo các quốc gia châu Á không nhận diện ra được cái chính sách này vì họ rất khéo léo. Phương pháp đó là khá hấp dẫn, có hiệu quả trực tiếp và mang tính ngụy biện rất cao, nhất là những nơi mà tình trạng xã hội các quốc gia chưa ổn định, dân trí còn kém lạc hậu, dân chúng còn nghèo khó và xã hội còn quá nhiều các bất công, thì chiêu bài núp sau tự do của phương Tây, tự do dân chủ, tự do tôn giáo sẽ đè bẹp các nền văn hóa gốc. Chiến lược 2, làm thằng học theo cung cách châu Á. Tại buổi hội thảo vào năm 1991, các nhà thần học của Công giáo và Tin lành lần đầu tiên đã ngồi lại với nhau, vốn được xem là một hiện tượng lạ vì hai nhóm này được xem là kẻ thù không đội trời chung. Bây giờ họ phải trải nghiệm cái phương pháp làm thần học theo châu Á, hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng John Paul đệ nhị và tinh thần của cộng đồng Vatican II từ năm 1963. Tại đây thì họ trình bày ba phương pháp chính sau đây. A. Đồng hóa dân hóa châu Á với dân hóa Kitô giáo, mà vốn về bản chất, về ý nghĩa, về mục đích, về diễn tiến khác nhau cả trời lẫn vực, nhưng lại được đánh đồng là một với nhau. Ví dụ như các nhà thờ mới sẽ được thiết kế bằng kiến trúc của nhà chùa ở quốc gia nào thì họ sẽ lấy kiến trúc của quốc gia đó mà làm. Đây là hai ngôi nhà thờ ở tại Trung Quốc và lấy cái văn hóa kiến trúc mỹ thuật Trung Quốc làm gốc. Như vậy đồng hóa hai cái nền văn hóa vốn khác nhau làm một bằng những so sánh khập khiễng sẽ làm cho giới bình dân và những người không có điều kiện nghiên cứu dễ dàng chấp nhận và thấy rằng là hai cái này là một thôi, thay vì theo các tôn giáo khác thì không hấp dẫn bằng Công giáo và Tin lành. B. Đồng hóa các triết lý tôn giáo của châu Á bao gồm Phật giáo, Ấn giáo, Nho giáo, Lão giáo với Kitô giáo là một. Về bản chất, đạo Phật cao siêu hơn, vượt trội hơn các tôn giáo, trong đó có Công giáo. Đạo Phật như là kim cương và các tôn giáo nhất thần như là các thỏi sô-cô-la thôi. Nhưng mà bằng nghệ thuật, bằng phương pháp thông diễn và lối giải thích thuyết phục làm cho người đọc dễ dàng đánh đồng hai cái triết lý của các tôn giáo khác nhau này đồng với Thiên Chúa giáo. Ví dụ như họ so sánh biểu tượng của hoa sen với cây thập giá, biểu tượng ngồi thiền và sự hy sinh của Chúa Giê-xu. Còn đối với các tôn giáo nhất thần khác của châu Á đó, họ lấy khái niệm Thượng Đế với ông trời của các dân tộc ở châu Á vốn khác nhau, các trời lẫn vực là một. C. Sử dụng kiến trúc mỹ thuật tôn giáo châu Á truyền bá Kitô giáo. Nãy giờ các bức ảnh mà chúng ta thấy trên màn ảnh đó, đều minh họa cho sách lược cải đạo một cách thành công, chủ yếu là làm sao cho giới bình dân chiếm đại đa số ở các quốc gia đó thấy từ hình thức đến nội dung, khái niệm, phương pháp của Công giáo, Tin lành và các tôn giáo gốc ở châu Á là na ná. Từ đó cái cảm giác ngoại lai, cái cảm giác tôn giáo xâm lược, tôn giáo thực dân bị mờ nhòa, bị xóa dần đi trong tâm khảm của mọi thế hệ. Và trên cơ sở đó đó họ truyền đạo hấp dẫn cho giới trẻ, giới trẻ sẽ chọn lấy Công giáo và Tin lành hơn là chọn lấy các tôn giáo gốc. Đây là một âm mưu xâm lăng văn hóa, xâm thực văn hóa, nói theo đúng nghĩa của từ. Chính sách này đối lập lại hoàn toàn với chủ trương của Công đồng Vatican I trước năm 1963. Chẳng hạn tại Việt Nam á, thì vào thời điểm đó ai thờ cha mẹ ông bà tổ tiên được xem là thờ ma quỷ và có tội với Chúa, cho nên phải đập bàn thờ gia tiên và không được cúng dỗ. Điều đó đã dẫn đến một cái phản ứng trái chiều, kháng cự, loại trừ Thiên Chúa giáo và Công giáo ra khỏi mảnh đất văn hóa tâm linh của châu Á.
Thì bây giờ đó, Đức Giáo Hoàng John Paul II đề nghị kêu gọi các nhà thần học và các linh mục cần phải tiếp thu 100% phương pháp rồi các biểu hiện của nền văn hóa tôn giáo tại các nước châu Á thành một công cụ để truyền bá công giáo. Thì cái mức độ chấp nhận đổi đạo dễ dàng hơn, nhẹ nhàng hơn, không tốn tiền, không chiến tranh, không hận thù, không loại trừ, không độc tôn. Và đây là một chiêu bài rất thành công. Đây là những ngôi nhà thờ ở tại Nhật Bản. Chúng ta thấy cái mái đó, nó giống như là cái mái chùa Nhật Bản, chỉ khác nhau là trên đỉnh có cây thập giá thôi. Và đây là những ngôi nhà thờ tại Việt Nam, nhà thờ Pháp Diệm, nhà thờ cổ ở miền Bắc bằng đá. Và vị cha xứ của ngôi nhà thờ này và cũng là người sáng lập ngôi nhà thờ này đó đã từng giả dạng làm chú tiểu và tu mấy năm tại một ngôi chùa ở miền Bắc để học hỏi tất cả những cái tinh hoa của Phật giáo, sau đó thành lập nhà thờ đá để thu hút các tín đồ trở về. Và chúng ta thấy cái mô hình tháp chuông, mái chùa công, rồi hoa văn bằng mây như là ở văn miếu, một cái kiến trúc của Phật giáo thời Lý, hài hòa tôn giáo Nho, Thích và Lão là một, trở thành là cái công cụ để truyền bá thần học. Và đây là các vị linh mục đội chiếc nón lá, một cái biểu tượng của văn hóa Việt Nam giản đơn, thanh cao, có nghĩa gần gũi, và nó gắn kết với cái văn hóa gốc truyền thống của Đạo Phật từ nghìn xưa. Thiền sư Thích Nhất Hạnh ý thức về vấn đề này rất nhiều, cho nên có mặt trên các châu lục đều sử dụng chiếc nón lá và cái cách chích khăn của miền Bắc để giới thiệu về nền tảng văn hóa Việt Nam cho hải ngoại. Đang khi trong nước chúng ta bỏ dần các văn hóa gốc này, vì ở phương Tây đó, bằng con đường toàn cầu hóa của kinh tế, họ quảng bá đến độ chúng ta bị mặc cảm tự ti rằng nón lá là nghèo, mái nhà tranh là nghèo, mái nhà ngói là nghèo, mái nhà gỗ là nghèo. Muốn giàu đó thì phải nhà tường, đường hiện đại. Và do vậy chúng ta xóa sổ gần như là muốn sạch sành xanh cái nền văn hóa gốc. Lên google.com, chứ tôi chỉ cần gõ Phan Châu Trinh, Phan Bội Châu, chúng ta sẽ được dẫn đến những trang web về lễ tang của hai nhân vật yêu nước này. Và chỉ trong vòng có 50-60 năm thôi, cái nền văn hóa áo dài, khăn đóng mà người nam, người nữ của Việt Nam vào thời điểm đó mặc như một nét đẹp độc đáo, bây giờ chẳng còn đâu nữa. Chị em phụ nữ chỉ mặc những chiếc áo dài thước tha, tăng cái vẻ đẹp của phụ nữ lên vào những ngày lễ hội văn hóa thôi. Còn hầu như hàng ngày người ta mặc cảm không muốn mặc, hoặc người ta cảm thấy ngại ngùng người ta không muốn mặc. Đó là những cách nhồi sọ về thời trang của phương Tây. Và những cái nền thời trang đó nó sẽ xóa sổ tận gốc các nền văn hóa gốc của Việt Nam cũng như là các châu lục khác. Chúng ta thử xem, nếu nhìn qua mình tưởng như đây là các vị Swami, tức là các giáo sĩ của Ấn Độ giáo, vốn họ đã vay mượn Phật giáo trong cái thời hiện đại, sau thời triết gia Shankara vay mượn triết học bất nhị của Phật giáo Đại Thừa để làm mới, và Thiên Chúa giáo đã vay mượn lại phương pháp của Bà La Môn giáo hiện đại, và họ ăn mặc y hệt như là các vị tu sĩ Phật giáo gốc tại Ấn Độ, cũng giống như các vị tu sĩ của Ấn Độ giáo gốc. Và bằng cách này đó, họ đồng hóa hình thức của tu sĩ, cho nên đó, 700 triệu những người Ấn Độ nghèo rất mồng tơi, nghèo lạc hậu và mù chữ đó sẽ không còn biết đâu là các vị đạo sư thật và giả nữa. Cho nên họ cứ đi đến các ngôi nhà thờ và họ tham gia vào sinh hoạt của nhà thờ. Xin nêu ra một ví dụ. Để thay thế Phật giáo đó, thì họ nghiên cứu Phật giáo. Và khi nghiên cứu Phật giáo đó, thì rất nhiều tu sĩ Phật giáo, cư sĩ Phật giáo mừng. Giờ này có các linh mục, giám mục, nhà thần học, các tín hữu họ nghiên cứu Phật pháp cao siêu kỳ diệu quá, làm to. Mục đích của họ không phải là để chuyển hóa đâu, mà mục đích để học phương pháp của chúng ta thôi. Đây là một tác phẩm của nhà thần học Lo Thiến.
mang tựa đề Các dân tộc của thế giới Phật giáo, một cẩm nang cho cầu kinh Thiên Chúa giáo. Chúng ta thấy hình các nữ tu của Thái Lan, rồi những chiếc y của Phật giáo Nam Tông được đưa lên bìa, rất ấn tượng, rất mỹ thuật, rất ấn dụ. Và chúng ta có cảm giác rằng đây là một tác phẩm truyền bá đạo Phật. Lầm to. Tác giả là nhà thần học Paul Hathaway, do nhà xuất bản B1 tại Anh Quốc ấn hành vào tháng 12 năm 2004. Sách này dày 416 trang, có trên 150 hình màu tuyệt đẹp. Mà ngay cả giới lãnh đạo Phật giáo toàn cầu trong 2600 năm truyền đạo và làm đạo cũng chưa viết một cách chi tiết được trên đất nước, trên trên hành kinh này có bao nhiêu quốc gia có đạo Phật, và trong quốc gia đó có bao nhiêu cộng đồng dân tộc, thiểu số dân tộc chính quy theo đạo Phật, số lượng họ bao nhiêu, rồi dân hóa gốc của họ, mẫu hệ hay phụ hệ, và những cái đặc điểm dân hóa của họ là cái gì. Tác phẩm này cung cấp cho các nhà thần học Công giáo và Tin lành đầy không thiếu một cái gì hết. Họ giới thiệu 300 cộng đồng Phật giáo tại châu Á, và họ giới thiệu một cách rất là bao quát những thông tin Phật học, xã hội học, dân tộc học, đời sống văn hóa kinh tế của các cộng đồng Phật giáo như là một công cụ đắc lực để truyền đạo cho các nhóm Tin lành trong nỗ lực cải đạo người châu Á, đặc biệt là người châu Á theo đạo Phật. Đó là cái chiến lược. Ví dụ như họ có mặt ở tại Kiên Giang, họ sẽ biết rằng là Kiên Giang có dân số Phật giáo là bao nhiêu, dân tộc Khmer là bao nhiêu, dân tộc Kinh là bao nhiêu, Khắc Sĩ là bao nhiêu, và Nam Tông người Kinh là bao nhiêu. Họ nắm rõ, không kém gì chúng ta. Và trên cơ sở đó, họ kêu gọi các nhà thần học làm sao trong mỗi năm phải tăng cho được dân số của Tin lành và Công giáo tại những nơi được xem là xứ sở của đạo Phật. Các thông tin mà họ giới thiệu về Phật giáo Việt Nam trong quyển sách này là không có sai sót. Và tương tự, hơn 300 cộng đồng Phật giáo ở châu Á còn lại cũng chuẩn xác, không xuyên tạc, rất là chuẩn xác, có phương pháp khoa học để không ai có thể công kích họ được, phê phán họ được. Một chiến lược rất tinh vi, rất khéo léo và rất dễ gây thiện cảm. Hình bên trên đó là một vị linh mục của Thiên Chúa giáo tại Ấn Độ, ăn mặc theo cái phong cách của tu sĩ Phật giáo, mà cái ăn mặc này là vốn được Ấn Độ giáo hiện đại vay mượn lại. Cho nên những cách đánh đồng như thế là khá ấn tượng và khá thành công. Chiến lược 3, từ thiện nhằm để mua các linh hồn khổ đau. Trên 7 tỷ dân số của hành tinh chúng ta, nạn nhân mạng đã trở thành là một cái vấn nạn lớn. Nỗi khổ niềm đau do nguồn tài nguyên bị cạn kiệt đã trở thành là một cái cơ sở vững cho các nhà thần học Công giáo và Tin lành truyền đạo thành công bằng các hoạt động từ thiện. Họ đi đến các nước châu Á vốn tự xem mình là nhược tiểu, và phần lớn muốn đổi đời ở châu Á thì người ta đi học tiếng Anh để có cơ hội tiếp xúc với nền văn hóa văn minh của phương Tây, có cơ hội được làm nghề nghiệp ở những quốc gia tiên tiến ở châu Mỹ, châu Úc và châu Âu. Người châu Âu nào cũng học 3-4 ngôn ngữ, trong đó có tiếng Anh. Và họ phải nhồi sọ từ nhỏ cho người ta cảm thấy rằng là ngôn ngữ mẹ đẻ là thấp kém, bằng cách là phải đi học một ngoại ngữ. Và muốn học ngoại ngữ thì làm sao cho đỡ tốn tiền, tham gia vào các lớp dạy tiếng Anh của những người theo Tin lành và Công giáo, chẳng những không phải đóng tiền học phí mà còn được thưởng tiền nữa. Ai mà không mê, ai mà không thích. Và tham gia vô rồi như con cái dướng câu, sau thời gian là đổi đạo. Họ đóng vai là những nhân viên hoạt động xã hội, công tác xã hội. Họ tham gia vào trong các cái bệnh cùi, phục vụ cho người cùi, bệnh viện ung bú, phục vụ cho người ung bú. Họ chăm sóc các bệnh nhân HIV và S giai đoạn cuối. Và về lĩnh vực này đó, Công giáo và Tin lành đang đi mạnh nhất trên toàn cầu hiện nay. Có thể nói trong các nước là Đông Nam Á và Nam Á đó, thì Phật giáo Việt Nam là nước cuối cùng tham gia vào sáng kiến Phật giáo phục vụ cho cộng đồng bệnh nhân HIV và S.
Và điều đó nó bắt đầu từ năm 2003 thôi. Từ đó Hòa Thượng Thích Chân Thiện, Hòa Thượng Thích Thiện Tánh và chúng tôi được UNICEF, tổ chức trẻ em của Liên Hợp Quốc bảo trợ đi nghiên cứu 10 trung tâm HVS tại Thái Lan, dọc theo đường biên giới với Miến Điện là các tỉnh Chiang Rai, Chiang Mai và Chiang Mai. Phật giáo Thái Lan đi trước Phật giáo Việt Nam về lĩnh vực này là 40 năm. Cho đến bây giờ chúng ta vẫn chưa có được một trung tâm HIV và S đúng nghĩa của nó, trực thuộc Phật giáo. Cái ủng hộ của chính phủ cho Phật giáo về lĩnh vực này là còn quá kém. Sư Thiện Chiếu tại thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực, và sư cũng là một trong các thành viên có mặt của đảng, cho đến bây giờ vẫn chưa được cấp giấy phép để hoạt động HIV và S. Đang khi đó Công giáo và Tin lành đã có vài trung tâm tại Việt Nam rồi. Thành lập các bệnh viện, các bệnh xá miễn phí hoặc là lấy giá rẻ đã thu hút rất nhiều các bệnh nhân nghèo ở các quốc gia nghèo không có tiền mua bảo hiểm y tế và bảo hiểm xã hội. Bây giờ ta thử đặt ra câu hỏi, như vậy họ lấy tiền từ đâu để hỗ trợ cho những người nghèo tại các quốc gia nghèo? Có hai nguồn chi sách chính yếu. Thứ nhất, từ lịch sử gần 2.000 năm qua, mỗi một thần dân của Công giáo và Tin lành ở phương Tây nói chung phải đóng hai loại thuế. Thuế một là thuế cho nhà nước và thuế hai là thuế tôn giáo. Cuối tháng lương thì tiền của họ được chuyển trực tiếp từ tài khoản theo quy định của từng quốc gia, có nơi là 5% so với tổng lợi tức hay là doanh thu, có nơi là 10%, có nơi là 2%, vân vân. Và do vậy Vatican đã thu một cái nguồn ngân sách cực kỳ lớn. Trước đây là Vatican thâu trên toàn cầu, bây giờ chỉ còn ở nước Ý. Và các tổ chức Công giáo và Thiên Chúa giáo ở các quốc gia phương Tây cũng vẫn còn tiếp tục thâu nhận các ngân quỹ đó và lấy ngân quỹ đó để họ viện trợ cho các hoạt động từ thiện châu Á. Thứ hai, quốc gia nào cũng có ngân sách cho chính sách an sinh xã hội, vốn là điều quan tâm hàng đầu tại các nước tiên tiến trên thế giới, phần lớn là các nước phương Tây. Thì các hội đoàn Thiên Chúa giáo như chúng tôi giới thiệu ở phần đầu, họ có đến cả mấy chục nghìn hội đoàn, và họ nối kết với các hội đoàn của nhà nước mà người đứng đầu cũng là những người Tin lành và Công giáo, cho nên họ mới rút được cái nguồn ngân sách chính thức của chính phủ để chu cấp cho các hoạt động truyền giáo dưới hình thức là từ thiện xã hội một cách là ngon cơm ngọt canh, không ai nói được hết. Các đảng phái đối lập thuộc các tôn giáo khác không phê phán được. Đó là hợp thức hóa, luật pháp hóa, hiến pháp hóa các hoạt động từ thiện có nguồn gốc từ ngân sách của chính phủ. Tại những quốc gia nghèo thì họ còn có những chương trình gắn liền với từ là của Chúa. Ví dụ như khi tặng cho một nhà tình thương hay tình nghĩa như Phật giáo, mình không muốn để lại cái vết tích gì thì người Công giáo gọi là nhà của Chúa. Tặng cho một con trâu cày ruộng, họ gọi là trâu của Chúa. Tặng cho một mảnh đất là đồng áng, gọi là ruộng của Chúa. Sau thời gian với những hỗ trợ căn bản này, những hộ nông dân nghèo khó đó có công việc làm và họ có được cái tương lai. Họ nghĩ rằng là toàn bộ tương lai đó do Chúa tạo ra. Đó là một cách chê chữ, nhòi sọ bằng ám ảnh tâm lý. Mà thông thường đó, con người có cái tình nghĩa thì người ta không thể nào quên ơn được những cá nhân, tổ chức đã giúp đỡ mình, bất luận tổ chức đó là ai, thuộc tôn giáo nào. Chiến lược 4, lợi dụng cứu trợ thiên tai để cải đạo. Ở đây họ truyền bá bằng hai cách. Cách 1 là tuyên truyền quyền uy của Chúa có mặt ở trên hành tinh. Chúa là toàn năng, toàn bi, toàn trí. Tin vào Chúa là mọi việc được giải quyết. Và phương pháp thứ hai đó là họ nói cái tội lỗi của Satan, và họ muốn ám chỉ các tôn giáo khác ngoài Thiên Chúa giáo và Công giáo là Satan. Do vì có Satan ngự trị cho nên thiên tai xuất hiện khắp mọi nơi mọi chốt. Sóng thần vào năm 2004 tại Nam Á và Đông Nam Á đã làm giảm dân số Phật tử khá đáng kể tại Tích Lan.
cũng bằng phương pháp vừa nêu. Đang khi Phật giáo đang lanh hoanh với một cái nguồn viện trợ quá kém, mà thậm chí còn đi dặn đồng Phật tử cúng dường Tam Bảo, cúng dường trai tăng, cúng dường trai phạn, thì các tổ chức Thiên Chúa giáo lợi dụng một cái cơ hội thiên tai này truyền bá, nói rằng là nếu các anh các chị muốn đổi đời thì theo chúng tôi, còn muốn giữ thân phận nghèo thì cứ theo đạo Phật gốc. Sự lựa chọn là do các anh chị thôi. Đang trong cái cơn túng thiếu, khổ đau, ngặt và nghèo, phần lớn có nhiều người mất sức chịu đựng, và khi niềm tin vào chánh pháp của Đức Phật quá kém, do chỉ biết sơ sài, không có nghiên cứu sâu, không có thực tập chuyển hóa, thì rất nhiều người tín đồ Phật giáo trong cơn sóng thần Nam Á và Đông Nam Á đã từ bỏ đạo Phật gốc để đi theo Thiên Chúa giáo. Đó là một điều rất đáng buồn, mà lỗi thuộc về thành phần lãnh đạo của Phật giáo. Chúng ta tạm nghỉ giải lao. Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Công ty cổ phần kinh doanh Phật giáo Việt Nam. Bài viết do JB Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, quan chương trình bày. Thưa quý vị, kể từ khi Cộng sản cướp được chính quyền vào tay mình, với một chủ nghĩa vô thần mang tên Marx Lenin được coi là một sợi chỉ đỏ, làm nền tảng tư tưởng xã hội Việt Nam, Việt Nam đã có nhiều thay đổi. Quá trình tiến hành đồng thời ở ba cuộc, đó là cách mạng mang tên cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng về khoa học kỹ thuật và cách mạng về tư tưởng văn hóa. Cộng sản đã biến đất nước thành một cuộc thí nghiệm vĩ đại cho chủ thuyết Cộng sản. Để rồi cho tới nay, dù không chịu thừa nhận thì trên thực tế, cái gọi là ba cuộc cách mạng nói trên đã hoàn toàn bị thất bại. Trước hết là cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất với chủ đích xóa bỏ mọi tính chất tư hữu trong xã hội và xây dựng một nền kinh tế kế hoạch tập trung, cướp đoạt bằng cải cách ruộng đất và xóa bỏ mối quan hệ xã hội kiểu phong kiến lạc hậu, v.v. Thì sau khi cướp ruộng đất chia cho dân cày, Cộng sản trở lại cướp ruộng đất của những người dân vào tay quan chức Cộng sản để thay cho các địa chủ thời xưa. Sau khi hô hào cả xã hội đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp tư bản, tư doanh, v.v. thì ngày nay, Cộng sản lại hình thành các tập đoàn sân sau của quan chức, những tư bản đỏ ra đời thay cho những tư bản ngày xưa. Điều khác biệt ở đây chỉ là ở chỗ những địa chủ mới, những tư bản đỏ ngày nay được hình thành bởi tính chất cướp bóc vô luân và vô luật, trên sự đau khổ và cùng quẫn của người dân một cách trắng trợn, chứ không được hình thành từ khả năng và tư chất cũng như là những tài nghệ của mình như trước đây. Tiếp đến, cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật được coi là then chốt, là quan trọng, được ưu tiên. Thì ngày nay, cả đất nước gần 100 triệu dân mà nền sản xuất công nghiệp chưa làm nổi một con ốc vít đạt tiêu chuẩn quốc tế. Riêng cuộc cách mạng về khoa học kỹ thuật thì có nhiều chuyển biến rõ nét và thành quả, hay nói đúng hơn là hậu quả của nó hết sức dễ dàng nhận thấy trong đời sống xã hội. Với tính chất vô thần, với quan niệm vật chất quyết định ý thức, và ngay từ đầu, người Cộng sản đã chủ trương tiêu diệt tôn giáo, thay đổi tư tưởng con người bằng mọi cách, mọi hình thức có thể nhằm tạo ra cái gọi là con người mới xã hội chủ nghĩa. Thành quả để lại là một lớp con người mới xã hội chủ nghĩa lãnh đạo đất nước, đưa xã hội trở thành xã hội vô luân, vô đạo đức và nô lệ. Những hành vi không tính người được khuyến khích phát triển, lấy bạo lực làm đầu và dối trá làm phương tiện sống mà tiến thân. Mâu thuẫn của xã hội đẩy lên cao và sự phân biệt con người miệt thị tôn giáo cách ngang nhiên trắng trợn trong xã hội là chuyện bình thường. Chủ trương đó được thực hiện qua nhiều thời kỳ bằng phương thức khác nhau. Trước hết là đập bỏ, tiêu diệt mọi cơ sở vật chất của tôn giáo, xóa bỏ các trường đào tạo tu sĩ, chặt đứt mọi sự liên lạc của tôn giáo với thế giới bên ngoài. Hàng loạt đền, chùa, miếu mạo bị đập nát, tượng Phật đã bị chẻ đôi làm củi đun, chùa chiền được tháo ra làm chuồng trâu, chuồng ngựa, mà nhà thờ thánh thất biến thành nhà kho, tu viện, biến thành nơi kinh doanh, nhảy múa, v.v. Theo một nhà nghiên cứu, riêng tỉnh Nghệ An có đến 500 ngôi chùa thì đã bị đập phá gần như hoàn toàn.
số còn lại là 28 chùa trong điều kiện có cũng như không. Cũng theo các con số được công bố, thì Giáo hội Công giáo Việt Nam hiện vẫn còn 2.500 nơi thờ tự bị nhà nước Cộng sản chiếm, cướp, chia chác và biến tướng không chịu trả lại. Hệ thống đào tạo giáo dục và tuyên truyền bằng mọi cách tạo những mâu thuẫn nội bộ trong nhân dân để bài xích, để phân biệt và khủng bố tôn giáo cách trắng trợn. Những người theo con đường tu hành bị bắt bớ bỏ tù hàng loạt và đầy ải chết chóc trong các trại giam. Những giáo dân bị phân biệt trong mọi lĩnh vực của xã hội, trong công việc, trong cuộc sống. Họ bị coi là công dân hạng hai với đủ mọi thứ xấu xa, lạc hậu và phản động mà hệ thống tuyên truyền cộng sản có thể nghĩ ra được. Tôn giáo có đông tín đồ nhất Việt Nam là Phật giáo cũng được Cộng sản quan tâm, tiêu diệt hàng đầu và đã hết sức thành công. Sau một thời gian, cái chủ thuyết vô thần không thể tiêu diệt được niềm tin tôn giáo của người dân vốn đã từ ngàn đời nay tồn tại. Tuy vẫn kiên định chủ trương tiêu diệt tôn giáo, nhưng Cộng sản thi hành một chính sách khác hơn. Đó là khuynh loát và phá hoại từ phía trong, từ đầu não của Phật giáo và phá hoại từ cốt lõi, từ giáo lý, từ căn nguyên của Phật giáo Việt Nam. Và đại nạn Phật giáo đã bước vào giai đoạn đỉnh điểm khủng khiếp nhất trong lịch sử của Việt Nam. Bắt đầu từ việc buộc giải tán các hệ phái khác nhau để nhập lại một giỏ gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam với phương hướng hành động và đạo pháp dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới sự quản lý của Đảng Cộng sản vô thần. Người dân gọi đây là Phật giáo quốc danh. Thế rồi, hàng ngũ sư sãi mậu dịch được đào tạo bởi các trường công an. Công an được biệt phái sang làm nhiệm vụ chính trị với nghề sư sãi, cái mỏ và một cà sa là vũ khí. Người dân mê tín là đối tượng tác chiến. Và những tay công an có vợ con ở tỉnh này, địa phương này được gài vào làm sư ở địa phương khác, tỉnh khác. Hàng tuần, hàng tháng có thể về thăm vợ con và đủ mọi trò ngược đời sống tu hành. Điều hết sức hài hước là một tôn giáo từ lâu đời được lãnh đạo dẫn dắt bởi một đàn sư sãi là đảng viên Cộng sản vô thần và thậm chí có những tên còn đến 50 tuổi đảng và cấp bậc cao nhất trong lực lượng công an. Để có thể bằng chị bằng em với lại các đồng chí của mình trong hệ thống tham nhũng, kiểm trác ở mọi mặt trận và ăn của dân không chừa một thứ gì, thì các sĩ quan an ninh hành nghề sư sãi mặc sức bịa đặt các món mê tín dị đoan và lừa đảo để hành nghề hốt bạc. Nào là nhà chùa cúng sao, giải hạn, xem ngày xem tháng, rồi gọi vong báo oán, vay nợ đầu năm, phát ấn v.v. Hầu hết, những trò mê muội này đều đi ngược lại và phá nát hệ thống giáo lý nhà Phật, dẫn đưa người dân đi vào cõi u mê và đe dọa cuộc sống của họ bằng cách bịa đặt, dọa dẫm, họ phải nôn ra bằng được những đồng tiền mồ hôi nước mắt của họ làm ra. Thực chất thì Cộng sản Việt Nam đã thành công trong việc biến Phật giáo thành một tổng công ty cổ phần kinh doanh Phật giáo mà quan chức là cổ đông. Nghề kinh doanh chính là lừa đảo. Thưa quý vị, mới đây, chuyện dân sớ cầu an lừa đảo thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm của Thích Thanh Quyết là một cán bộ an ninh có cỡ, nổi tiếng bằng những câu nói ngu xuẩn trên cái gọi là Quốc hội bị báo chí tố cáo chưa xong. Thì vụ chùa Ba Vàng của Thích Trúc Thái Minh thỉnh vong báo oán đã gây nên sự phẫn nộ khủng khiếp. Báo chí được bật đèn xanh vào trận chiến. Có điều, những vụ việc đó cũng là chuyện tất yếu trong nội bộ của Đảng Cộng sản khi mà phe nhóm đang tàn sát lẫn nhau hiện nay. Và tất cả chỉ là quyền lợi vì lợi ích phe nhóm, hoàn toàn không vì bất cứ điều gì để đem đến một sự làm sạch sẽ hệ thống Phật giáo quốc doanh hiện tại. Bởi vì, trên hết và nguồn gốc của sự suy đồi của Phật giáo Việt Nam hiện nay là Đảng Cộng sản vô thần tổ chức và khuynh loát hệ thống này đến tận chân tơ kẻ tóc. Và như lời của Thái Bá Tân là một dịch giả, một nhà thơ đã viết rằng: đúng là thời mạt pháp, sư toàn người an ninh, muốn dẹp hết chùa bẩn, phải dẹp chùa Ba Đình. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Công ty cổ phần kinh doanh Phật giáo Việt Nam. Bài viết do Jamie Nguyễn Hữu Vinh biên soạn, Quang Trương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong phần bình luận lần tới. Xin kính chào.